đây. Ủa, dịch bệnh mà em đem qua đây vậy? Vậy anh Cách buồn quá qua chơi nè. Anh đang ép. Ủa, anh đang ép gì? Em nước cam hả? Em muốn gì? Anh đang khác nè. Ép không. Hello. Ủa, đang dịch mà em đi đâu qua đây? Còn mang ba lô nữa. Thì hôm trước em qua chơi, anh nói em ép không. Rồi xong rồi em đi test, em dương tính rồi. Giờ em qua em cách ly chung với anh. Khoan, em mới nói là em dương tính đó hả? Ừ. Vậy là em ép không á hả? Ừ. Thì mình cách ly chung, mình chăm sóc nhau luôn. Trời, hồi sáng em mới test lại rồi, anh âm tính rồi hả? Trời ơi. Vậy thôi, em xin lỗi nha. Xin lỗi gì nữa? Từ từ. Đi vô cách ly chung chứ sao vậy? Vậy thôi em vô. Em dương tính rồi. Trời, anh âm tính rồi.